Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với ông Phan Khắc Long, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đầu tư Phan Vũ. Vâng, xin chào anh Long trở lại. Có thể là cho đến bây giờ thì công ty đã trải qua rất là nhiều giai đoạn, nhưng mà anh có thể điểm lại đôi nét về cái thời gian mà kêu là vạn sự khởi đầu nan, đó là thời gian khởi nghiệp của anh như thế nào? Vâng, khởi nghiệp của tôi thì tôi phải nói rằng là cái mốc mà nghỉ khỏi nhà nước để với hai bàn tay trắng để đi quyết định ra ngoài làm kinh tế tư nhân, đó là một cái mốc mà thật sự là đáng nhớ và rất là khó khăn. Lúc đó gia đình tôi, vợ chồng tôi cũng đã có đứa con thứ hai, và từ bỏ ở một cái chỗ bình yên yên Vâng. ổn mà để ra một cái thương trường mà cũng còn rất nhiều bất định và rất nhiều cam go. Nhưng mà tôi có sự động viên của vợ tôi cũng như gia đình thì tôi cũng mạnh dạn, và tôi có một cái tâm niệm là nếu người ta làm được thì mình phải làm được. Đó là cái bước ngoặt đầu tiên và bước ngoặt rất là quan trọng. Tôi nghĩ là gia đình anh là ví dụ như là ông cụ thân sinh nhà anh là phải là người của công nhân viên quan chức, công chức thì thường người ta thích sự yên bình hơn. Thì lúc đó anh nói là có nhận được cái sự ủng hộ của ông cụ không ạ? Thật sự lúc đầu ông ba tôi cũng không ủng hộ. Vâng. Ông ba tôi thì là quân đội. À, quân đội. Vâng. Vâng, là người đã tham gia cái cuộc giải phóng đất nước, thống nhất đất nước. Vâng. Cho nên tôi cũng rất trân trọng. Thế hệ của ông cũng có khát vọng, Nhưng và mà ông cũng đã thành chiến công cái đấu sự để khát giành vọng độc lập. Vâng. để mà nối lại hai miền Bắc Nam. Vâng. Tôi rất trân trọng cái việc đó. Như anh Châu nói là hoàn toàn chính xác. Vì cái thế hệ của ông thì đã trải qua cái cuộc chiến tranh, họ rất mong cái sự bình ổn. Vâng. Cho nên đúng là lúc tôi ra thì chỉ có vợ tôi là người hiểu tôi nhiều nhất. Ba tôi, má tôi cũng không hiểu nhiều. Ban đầu thì họ rất ngỡ ngàng. Nhưng phải sau 1 năm đến 2 năm sau thì mọi chuyện dần 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 dần. Bởi vì với Vâng. cái background, cái nền tảng đó đó là anh có thể rất là thành công trong nhà Vâng, nước. vâng, vâng. Tôi có thể nói nếu tôi làm trong nhà nước thì Anh đã cũng thành có công. nhiều cơ hội Vâng. để phát triển. Vâng. Vâng. Cái bước ngoặt thứ hai là tôi có thể nói là lúc tôi nhóm được anh em bạn bè. Tôi nhóm được một nhóm 8 anh em bạn bè lại và rất quyết tâm là sẽ phải làm một cái gì đó để thay đổi. Và lúc đó thì chúng tôi làm ở trường dạy nghề Lý Tự Trọng. Thì tôi cũng bắt đầu lúc đó là nhà nước và nhân dân cùng làm mà. Thì có một cái xưởng nhỏ nhỏ ở Lý Tự Trọng. Và sau đó đến năm 96 thì chúng tôi quyết định thành lập Ở công đường ty. Hoàng Văn Thụ anh. Vâng, đường Hoàng Văn Thụ đấy. Thì chúng tôi, lúc đó tôi cũng tham gia dạy nghề. Nhưng mà hồi đó thì cái mô hình là hợp tác đấy. Vâng, Giống như hiểu rồi, là, tôi dạ hiểu. đấy. Thì tôi cũng tham gia dạy nghề cho các em. Rồi cùng với các thầy ở trường thì mở cái xưởng để mà phục vụ. Thì lúc đó thì sau đó đến năm 1996 thì tôi chính thức là thành lập, chúng tôi chính thức thành lập công ty Phan Vũ. Với cái lượng người là anh em, những người bạn nòng cốt đó, và cũng đều tốt nghiệp, người tốt nghiệp đại học Bách khoa, người tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật. Đó, thì cùng ra và mở công ty Phan Vũ. Và cái bước ngoặt đó là cũng rất là quan trọng. Tại vì anh em chúng tôi thì hầu như không có vốn. Không có vốn. Lúc đó đã bắt đầu làm được mấy năm thì bắt đầu có uy tín. Thì khách hàng cũng trả tiền qua lại. Nhưng bây giờ để thành lập một nhà máy, mà đặc biệt đến lúc đó chúng tôi thấy là cái năm 94 đó là bắt đầu một số cái dự án của thành phố lớn, ví dụ như cảng Tân Thuận, cảng một số cái cảng bắt đầu nhập cái cọc tròn bê tông ly tâm ứng xuất trước từ Malaysia, từ Indonesia về. Thì chúng tôi nhìn thấy bảo trời ơi, tại sao cọc bê tông cốt thép mà lại phải nhập từ nước ngoài? Việc này chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Và từ những cái ý tưởng ban đầu đó thì chúng tôi nghiên cứu xong, chúng tôi quyết tâm làm. Chúng tôi quyết tâm làm việc đó. Và đấy là cái, cũng là cái bước ngoặt thứ hai. Đó là không có đồng vốn trong tay, nhưng vẫn quyết chí là sẽ làm. Mà đến lúc đó chúng tôi phải nói, xin lỗi, nói thật với anh, nhưng đến lúc đó cũng phải về bản vợ. Thôi có bao nhiêu mà dành dụm được đấy thì thôi đưa ra hết đi. Anh có đất không? Tôi không có một cái gì hết cả.
Và người giúp tôi về đất đấy thì phải nói là chỗ anh Huỳnh Uy Dũng bây giờ là công ty Thành Lễ. Là năm 97, tức là 96 chúng tôi thành lập công ty, thì đến năm 97 thì tôi cũng được, lúc đó tỉnh Bình Dương mới tách và các anh Trải Thảm Đỏ, đúng nghĩa Thảm Đỏ, là mời chúng tôi đến. Lúc đó Nguyễn Minh Triết là bí thư hả? Lúc đó bắt đầu tách rồi, lúc là đó là anh Chín Cung, lúc đó là phó chủ tịch. Thì là anh Chín Cung là người mà xuống coi như động thổ cho chúng tôi vào ngày 14 tháng 7 năm 97. Thì lúc đó đó thì tôi cũng được một cái may mắn là 97 thì thị trường nó đau, nó vỡ. Đúng. Và hầu như không có ai đầu tư hết cả lúc đó. Thì tôi lại nghĩ ngược lại. Tôi bảo lúc này là lúc phải đầu tư. Thứ nhất là thị trường đất nó rẻ. Thứ nhất anh tìm thấy trong nguy cơ có sự cơ hội. Vâng. Thiết bị máy móc nó rẻ. Đó. Thành ra đi nhập thiết bị lúc đó chỉ còn cỡ khoảng 60-70% so với giá trước đây. Mà tôi may mắn là gặp anh ông Huỳnh Uy Dũng thì tôi bảo tôi nói thật với ông tôi không có tiền đâu. Mà giờ đi vay ngân hàng thì ngân hàng lúc đó là quả trứng có trước hay con gà có trước. Vâng. Làm gì không có tài sản thế chấp làm gì cho ông vay. Đúng. À, thế thì ông Dũng bảo thôi bây giờ thế này. Đồng ý, ông trả hàng năm. Đó, thôi trả trong 10 năm đi. Thì lúc đó 1 hectare tôi thuê là 3 hectare thì nó khoảng 1 triệu đô. 1 triệu đô hồi đó lớn lắm. 12 tỷ, hồi đó là 12 tỷ. Thì ông Dũng bảo thôi anh trả hàng năm cũng được. Tại vì sau khi nói chuyện thì rất là phải vui. Thuê đất của khu công nghiệp Sóng Tần Ai. Hiểu rồi. Cái nhà máy đầu tiên là của tôi thuê đất tại khu công nghiệp Sóng Tần Ai. Nếu thuê thì lúc đó là phải 1 triệu đô. 50 năm. Thì đến lúc đó thì cũng có sự tác động của tỉnh rồi cũng ngồi nói chuyện anh Dũng anh cũng ấy thì tôi đồng ý cho trả hàng năm. Đó. Thế thì tụi tôi mừng lắm. Có đất cắm rủi. Có đất cắm rủi. Bởi vì là vốn thì phải có đất thôi. Có đất. Mà chúng tôi hai bàn tay trắng, đúng nghĩa hai bàn tay trắng. Chỉ có một lượng khách hàng, anh em cũng bạn bè cùng trang lứa. Đến lúc đó họ bảo sẵn sàng giúp đỡ nếu mình có sản phẩm. Thì chúng tôi tự tin cái việc đó. Đó. Và như thế sau một năm, tức là 14 tháng 7 năm 97 là chúng tôi chính thức khởi công cái nhà máy đó. Thế thì gõ cửa tất cả các ngân hàng thì họ đều lắc đầu nếu chưa có tài sản. Bây giờ thì còn có là thế chấp cái tài sản hình thành sau khi vay. Thời đó là chưa có, cứ phải có trước anh mới được vay. À, thế thì chúng tôi sau đó thì cũng được Ngân hàng Nông nghiệp Bình Dương, đặc biệt Ngân hàng Nông nghiệp Sóng Thần. Tại vì mình đóng tại đó, thì sau khi bắt đầu xây dựng thì họ cũng bắt đầu, tôi có đất rồi thì mới bắt đầu cho vay. Như vậy giai đoạn khởi nghiệp của anh là từ năm 90 đến 96, nhưng mà sau 96 nó vẫn là tiếp tục khởi nghiệp. Như vậy thì cái giai đoạn nào, cái năm anh có nhớ là cái giai đoạn nào thì anh bắt đầu có kêu là huề vốn đã break even á? Đến giờ này khái niệm hòa vốn với tôi có lẽ là cũng hơi khó xác định. Tại vì chúng tôi liên tục đầu tư. Hiểu. Anh là con nhà đầu tư. Vâng, chúng tôi liên tục đầu tư. Nếu tính theo cái dạng mà như là của báo cáo tài chính ấy. Vâng. Thì đôi khi cũng chỉ 3 năm đến 5 năm là hòa vốn. Nhờ. Nhưng trong 3 năm đến 5 năm đó thì chúng tôi đã tái đầu tư tiếp rồi. Hiểu đã rồi. Nâng cái vốn lên rồi. Hiểu rồi. Cho nên vốn của chúng tôi đấy trong 20 năm qua đấy thì vốn ban đầu là 1 tỷ 750, sau đến năm 1997 đấy là chính thức xây nhà máy thì lên 2 tỷ 9. Và đến giờ này thì chúng tôi khoảng 300 tỷ là vốn điều lệ, còn vốn chủ sở hữu thì chúng tôi đang khoảng 700 tỷ. Như vậy là anh coi như chính thức khởi nghiệp mà tên giấy tờ đó là 96. Bây giờ là 2016. Vâng ạ. 20 năm ấy biết bao nhiêu tình. Vâng, chính xác. Rất nhiều tình. Dạ. Tôi có thể nói tôi tồn tại đến giờ này đấy là nhờ tình cảm rất nhiều. Và tôi cho rằng cái văn hóa của Phan Vũ chúng tôi cũng dựa trên nền tảng là yếu tố con người. Cho nên yếu tố văn hóa, cái đạo đức trong kinh doanh chúng tôi nó xuyên suốt trong cái văn hóa của công ty. Vì công ty chúng tôi là cái phương châm đó là uy tín, chất lượng và hiệu quả. Hồi nãy giờ trong cái câu chuyện của anh, nó thấp thoáng, đôi khi thấp thoáng thấy cái hình bóng của người mà anh nhắc tới, đó là bà xã anh từ lúc đại học Bách Khoa. Cho nên thỉnh thoảng anh nhắc thì có thể nói là chị có đồng hành anh ngay từ lúc mà anh thành lập công ty đến giờ không ạ?
bà xã tôi thì từ lúc biết nhau đến giờ thì có thể nói là đồng hành cùng với tôi 100%. Tức là học trước đại học, vào học chung ngành ở trong đại học. Bà xã tôi cũng là kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Và sau đó đi ra làm nhà nước thì cũng học làm chung một công ty. Và khi đến tôi nghỉ thì bà cũng đi nghỉ và cùng làm với công ty tư nhân. Và đến giờ này bà xã tôi cũng là thành viên hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc của tập đoàn. À, cái là anh tổng giám đốc. Vâng. Và bà xã anh là phó, vâng, phó tổng giám đốc. Vâng. Và cái có phải là công ty Phan Vũ thì anh là Phan Khắc Long, còn Vũ là họ Vũ của chị. Hiền. Dạ. Đã. Như vậy thì đúng là công ty không thể nào tách rời được. Không, thật sự chúng tôi hồi đầu cái ý tưởng thì cũng chưa phải là cái ý tưởng chuyên sâu vào làm một công ty gia đình, mà ngay từ đầu chúng tôi vẫn nghĩ đây là một công ty bạn bè. Bà xã tôi cũng là bạn. Và những người kia cũng là bạn của tôi và bà xã tôi. Đó, nó là một công ty bạn bè. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái duyên nợ vào cái thời điểm đó. Thành lập một công ty không phải dễ dàng. Cho nên chúng tôi thường đi thành lập trước, xong mời anh em bạn bè vào. Cho nên cái tên nó cũng là nó có cái duyên. Chứ nó cũng không phải là cái cố định mà anh em tụi tôi ngồi họp lại để ra cái tên. Dạ. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với ông Phan Khắc Long, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư Phan Vũ. Xin quý vị nán lại thêm vài phút để chúng tôi còn quay lại trong phần 3 của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.